Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, sau đây là một số những nội dung tiêu biểu trong tuần qua về mối quan hệ Mỹ-Trung. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Trong khi chịu đòn đau, Bắc Kinh đáp trả Mỹ bằng những cú đánh phủi bụi. Những diễn biến của mối quan hệ Mỹ-Trung tuần qua cho thấy, trong khi Hoa Kỳ ra đòn nhanh, mạnh, dứt khoát và chính xác về phía Bắc Kinh, thì chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục chỉ biết múa máy và tung những cú đánh vô lực về phía đối phương. Trong bài phát biểu tại Thư viện Richard Nixon hôm 23 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ-Hoa Kỳ Mike Pompeo đã chỉ ra rằng điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ nhất là sự thật, sợ hơn bất cứ kẻ thù nào của họ. Điều mà ông Pompeo đã khẳng định đã chứng minh được rằng lịch sử chính quyền Trung Quốc được cho là sinh ra từ dối trá, nó cần phải duy hộ dối trá để mà tồn tại. Vì thế, lực lượng này luôn coi sự thật là kẻ thù lớn nhất và cần phải triệt hạ. Việc Bắc Kinh bị Hoa Kỳ và nhiều nước dân chủ cáo buộc sử dụng các công ty công nghệ như Huawei, ZTE hay các ứng dụng TikTok hoặc là WeChat để thu thập thông tin tình báo đã phản ánh phần nào cái phương thức tồn tại dựa vào sự lừa lọc, dối trá của chính quyền Trung Quốc. Hiểu rõ vấn đề, các đòn tấn công của Hoa Kỳ từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền thường tập trung vào việc răn đe và ngăn chặn hành vi xuất phát từ bản chất dối trá của Bắc Kinh. Và theo thời gian, các cú ra đòn của chính quyền Trump về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng trở nên dồn dập hơn, khiến cho Bắc Kinh không khỏi tối tăm mặt mũi. Tiếp tục hứng đòn. Một trong những đòn mạnh mẽ nhất trong tuần qua mà Hoa Kỳ giáng về phía chính quyền Trung Quốc là việc Tổng thống Trump vào thứ Năm đã ký sắc lệnh cấm mọi thực thể thuộc Mỹ giao dịch với công ty mẹ của hai ứng dụng làm gián điệp cho Bắc Kinh, đó là TikTok và WeChat. Một chuyên gia bình luận với đại ý rằng, nếu các nước gia tự do cũng làm như Mỹ thì họ sẽ khiến cho Trung Quốc trở thành ốc đảo và sẽ phải bỏ tham vọng làm bá chủ Internet. Trong hôm thứ Năm, Tổng thống Trump cũng đã ký sắc lệnh hành pháp đã thúc đẩy việc sản xuất dược phẩm và thiết bị y tế trong nước để tránh phải phụ thuộc vào nguồn cung các loại sản phẩm từ Trung Quốc. Còn hôm thứ Sáu, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cùng với 10 chức quan khác của chính quyền đặc khu và Trung Quốc đại lục vì làm suy yếu quyền tự trị của hòn đảo. Cùng ngày, chính quyền Trump đã công bố kế hoạch buộc các doanh nghiệp Trung Quốc không còn tuân thủ các chuẩn mực kế toán của Hoa Kỳ cũng phải hủy niêm yết trên chứng khoán Mỹ. Cũng trong ngày thứ Sáu, Reuters đã đưa tin Hoa Kỳ đang trong quá trình đàm phán để chuyển giao ít nhất 4 máy bay không người lái tân tiến cho Đài Loan, giúp hòn đảo thường xuyên bị Bắc Kinh dọa nạt vững tin hơn trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền. Những cú đánh phủi bụi. Không chấp nhận bị tấn công, Bắc Kinh đã vùng lên đáp trả Hoa Kỳ bằng một số phát biểu và động thái, nhưng chủ yếu chỉ mang tính trình diễn. Một ngày sau khi Mỹ ra lệnh cấm TikTok và WeChat, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động này của Mỹ. Trước đó một ngày, cũng giống như mọi khi, Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến lại đăng đàn để chống Mỹ bằng mồm. Lần này, ông Hồ đã thách đố Hoa Kỳ với khẩu khí rất mạnh rằng nếu Hoa Kỳ thực sự có khả năng dám chơi lớn thì hãy quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao đối với Đài Loan và cắt đứt quan hệ ngoại giao đối với Bắc Kinh đi, có dám không? Phát biểu của ông Hồ sau khi mà đưa ra khi Mỹ có kế hoạch cử Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar tới thăm Đài Loan. Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối chuyến thăm này. Tuy nhiên, Đài Bắc vào hôm thứ Năm đã xác nhận rằng chuyến đi của ông Aza vẫn cứ diễn ra vào ngày Chủ nhật hôm ngày 9 tháng 8. Hôm thứ Tư, nhà báo Bill Gutt của Washington Times đã đưa ra đề nghị Hoa Kỳ nên thay đổi chính sách một Trung Quốc và công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Hôm thứ Tư, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Thôi Thiên Khải, đã cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông khi mà liên tục điều tàu đến khu vực này. Cùng ngày, Thái Lan News đã đưa tin Bắc Kinh đã tự ý phân loại các tuyến hàng hải quốc tế nằm giữa đảo Hải Nam và Hoàng Sa. Trước đó một ngày, hôm thứ Ba,
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối các hoạt động cứng rắn của chính quyền Trump đối với các phóng viên của họ tại Mỹ khi không gia hạn thị thực cho những người này, nói rằng là Hoa Kỳ đạo đức giả và hăm dọa Bắc Kinh sẽ có những hành động đáp trả. Sợ hãi. Những cú đánh túi bụi của chính quyền Trump về phía Bắc Kinh dường như đã làm cho thế lực cầm quyền của Trung Quốc thấm đòn. Các phản ứng của lực lượng này trong tuần qua thể hiện rõ điều đó. Họ đã phải hạ giọng với Mỹ và làm lộ ra phần nào sự sợ hãi, mặc dù vẫn bộc lộ thói rảo biện vốn là bản chất. Trong một cuộc phỏng vấn đối với Tân Hoa Xã hôm thứ Tư, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã trải lòng về mối quan hệ Trung Mỹ. Ông Vương nói rằng Bắc Kinh không muốn chứng kiến một cuộc chiến tranh lạnh mới và rằng Trung Quốc sẵn sàng tái khởi động đối thoại với Hoa Kỳ ở tất cả các cấp để giảm bớt căng thẳng và đưa ra một khuôn khổ rõ ràng trong khi mối quan hệ giữa hai nước. Trung Quốc ngày nay không phải là Liên Xô trước đây. Chúng tôi không có ý định trở thành một Hoa Kỳ khác. Trung Quốc không xuất khẩu ý thức hệ và không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, ông Vương nói. Thông điệp của chúng tôi khá rõ ràng. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng hành động với thái độ kiêu ngạo và thành kiến. Hãy đối thoại mang tính cách xây dựng với chúng tôi trên cơ sở bình đẳng, ông Vương nói thêm. Đề cập tới Biển Đông, một điểm xung đột lớn trong quan hệ Mỹ-Trung, ông Vương nói. Đây là một ngôi nhà chung của các quốc gia trong khu vực và đưa ra lời khuyên rằng không nên để vùng biển này trở thành một sàn đấu chính trị quốc tế. Tiếp theo, ông Vương có ý tứ với Hoa Kỳ rằng tâm lý tổng bằng không, tức là người thua ta được, nên được loại bỏ và hai nước nên làm việc cùng nhau trong việc ngăn chặn đại dịch viêm phổi Vũ Hán và khôi phục kinh tế, đóng vai trò có trách nhiệm trong thế giới đa phương. Trong một động thái muốn làm hòa với Mỹ, vào hôm thứ Năm, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Giám đốc Văn phòng Ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã đăng một bài viết hơn 6.000 chữ trên Tân Hoa Xã với tựa đề Kiên định gìn giữ và ổn định mối quan hệ Trung-Mỹ bằng mọi giá. Ngoài phần trách nhẹ Mỹ lấy lệ, phần lớn nội dung bài viết ôn lại kỷ niệm 41 năm hữu nghị Trung-Mỹ, truyền thông điệp rằng hợp tác sẽ có lợi cho cả hai, còn như đấu đá sẽ gây tổn hại cho cả hai, đồng thời cho rằng cần phải hợp tác và cùng có lợi với Mỹ, triển khai đối thoại và gắn kết với nhau thêm nhiều lĩnh vực, và rằng phía Trung Quốc trước sau vẫn mở rộng cánh cửa đối thoại và thắt chặt tình hữu nghị đối với Hoa Kỳ. Kết cục tất yếu. Rõ ràng, không dễ để cho các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc xuống nước như thế này với Mỹ. Ngoài sức ép mạnh mẽ từ Washington khiến cho Bắc Kinh khó thở, thì những khó khăn mà lực lượng này đang gặp phải đó là hệ quả tất yếu từ lịch sử sinh tồn bất hảo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khiến họ phải hành xử theo cách này. Gian manh và độc ác, rốt cuộc sẽ không thể có những kết quả tốt đẹp. Đây là quy luật đã được tổng kết trong suốt chiều dài lịch sử của nền văn minh nhân loại, cũng như trong giáo lý của chính các giáo vốn duy trì đạo đức cho con người. Li Hengqing, một cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa, từng tham gia cuộc biểu tình Thiên An Môn năm 1989, chia sẻ với The New York Times rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc, lực lượng luôn tìm cách để người dân lẫn lộn họ với nhân dân Trung Quốc, là loại nói dối không đỏ mặt. Còn giáo sư Hứa Trương Thuận, một nhà hoạt động nhân quyền bị tù đầy nhiều năm, nói rằng suốt 70 năm cầm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo ra núi xác chết và biển máu. Vào ngày 22 tháng 7, trong chuyến khảo sát thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã buột miệng nói ra câu gây dựng cơ nghiệp đã khó, giữ vững cơ nghiệp càng khó hơn. Người ta cho rằng ông Tập nói gở, báo hiệu ngày trả giá cho thói gian manh và độc ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn xa. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tổng hợp về quan hệ Mỹ-Trung trong tuần qua của tác giả Trần Đặng Quang. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.